Chào mọi người, như ở đây mọi người có thể thấy là cái rổ rau mà tụi mình thu hoạch từ vườn này cả nhà. Bây giờ chiều nay Hiền sẽ nấu món mì xào thịt bò và rau hái từ vườn nhà cho mọi người xem ha, rất là tươi. Hiền bật lửa lớn, đổ miếng dầu ăn vô. Hiền sẽ xào thịt bò trước cho mọi người. Bây giờ Hiền sẽ cho miếng tỏi vô nè cả nhà. Cho một ít dầu hào vô cho nó thơm. Hồi nãy là Hiền có bỏ một miếng bột nêm vô thịt bò. Bây giờ bỏ mì vô. Wow, cái này Hiền sẽ nấu rất là nhiều mì đó mọi người. Hồi nãy giờ Hiền cho miếng nước tương, giờ Hiền cho một cái miếng nước mắm mà họ pha sẵn vô luôn. Trời ơi, cái chai nước mắm nó bị kẹt cả nhà. Chà, cái này nguyên một chảo mì to luôn á mọi người. Biết hồi vợ chồng thì ăn hết không. Mới cho Quốc ăn thử miếng thì thấy Quốc có vẻ thích đó cô chú. Cho thêm một tí dầu hào vô trong cái mì xào hết cả nhà. Ơi chút đi mẹ cho con miếng nha. Chút ăn thêm nha. Có ăn thêm mì không? Rồi, chắc là Hiền chuẩn bị bỏ rau thôi. Xin chào mọi người, bây giờ cái dĩa mì đã xong rồi, xin mời mọi người ăn chung với tụi mình nha. Cái dĩa mì này hôm nay Hiền xào rất là to cả nhà. It's huge. It's huge, anh nói là cái dĩa mì khổng lồ. There's sweet chili sauce, if you want to try with it. Cho em Út ăn miếng nha cô chú. Hay là Út thích ăn món này. Yum. Is it almost like Greenland? That's mustard leaf. Oh yeah. Yeah. Nữa không có. Anh hỏi cái lá màu xanh là gì thì nói là cái lá cải mù tạt xanh đó. Actually, I found out that they are on different type mustard. All of them. Yeah, all of them. All of them always have mustard flavor. Really? I thought there was like a rocket, round one. The rocket type lettuce. Yeah, leaf. I taste it at some stage and I realized that it tastes quite mustard. Hiền nói với chồng Hiền là hình như đa số mấy cái loại rau mà mình trồng á
là có cái hương vị của mù tạt không á mọi người. Xin mời cả nhà ăn chung với tụi mình. Cái dĩa khổng lồ này không biết hai vợ chồng Hiền ăn được tới đâu đây nữa. Mắm nữa không? Em mèo út có vẻ thích món này á cô chú. Yum. Hiền có để cái chai ưa tương ớt ngọt á, để chồng Hiền muốn ăn thì ăn thêm cái đó. Ngon lắm. Vừa ăn đó mọi người. Bởi vì em quá thích. Cái cử như vậy nè, nó đơn giản, làm gọn lẹ. Những ngày mà các bà nội trợ, những chị em mà giống như là hơi mệt á, thì thấy làm cử ăn gì cũng ngon mà đầy đủ chất cho cả gia đình đó mọi người ha. Khoan nữa không hay không thôi? Rồi nữa. Nữa mọi người ơi. Rớt rồi. Been a long time since we ask you to I think. Lâu rồi cả nhà thì không ăn mì trứng đó mọi người. He picked one up the table and put it on his mouth. Love it. No. Thôi hết rồi, không ăn nữa phải không? Không ăn nữa thôi, mẹ mẹ lấy ra nha. Thôi ha. Em cầm cái cầm mì em chơi. You need soy sauce bố. Sweet chili is fine. Tự gió luôn vậy. Rau xào vừa tới. Nó còn thơm giòn. You remember if you have ever had this in Vietnam? No, never had this one. Never had it? No. You? Of course. Popular Vietnamese stir fry noodle. Món mì này ở bên Việt Nam mình hay ăn nè. Nhưng mà anh Chris anh nói là anh chưa bao giờ ăn cái món này khi mà anh qua bển chân. You enjoy that one? Hey, is that yum? Này, nướng không con? Ôi, thích ăn mì này ha. Mai mốt mình làm mì này cho ăn nha. Dễ thì quá trời nhiều. Nghĩ hai vợ chồng thì không ăn hết đâu.
Hào phào thì nhiều rồi. Cái tuần nữa rồi. Hát. Ok ok. Quậy nữa. What do you reckon? I mean, it looks a lot, but when you eat it, it's quite easy to eat. You don't put egg in this one? No. Cái làm gì vậy mang? What do you call this one? Stir fry egg noodle with beef. In Viet. Mì xào bò. Mì xào bò. Ừ. Sao được vậy? Mì xào bò. Ừ. Ừ, khoái nhất là nào. Xà bò. Anh cho uống miếng mì xà bò. Oh boy. Nè, không hết. Chui chui mà bà rớt. Dễ quá to. Không hiểu tại sao khi mà Hiền ăn món gì rất thích có rau. Rau càng nhiều càng ngon. Thôi Hiền xin hẹn gặp lại cả nhà vào phim sau vào ngày mai nha. Hy vọng là mọi người sẽ like, đăng ký, chia sẻ để cho nhiều bạn cùng biết đến gia đình Hiền. Ôi vậy là anh vẫn còn ăn. Xin chào. Xin chào.